Auto Mechanica Hồ Chí Minh City 2024. Yeah! Xin chào tất cả mọi người, hiện tại em Thủy đang có mặt tại ngày hội bảo dưỡng nhanh trong khuôn khổ sự kiện Auto Mechanica Hồ Chí Minh City 2024. Tại đây sẽ có các chuyên gia từ VATC túc trực để hỗ trợ anh em mình bảo dưỡng những chiếc xe yêu của mình. Và đang có rất nhiều những anh em đem xe của mình đến đây để bảo dưỡng. Hãy cùng theo chân Mức Thủy vào trong xem quy trình ở đây diễn ra như thế nào nha. Ngay khi vào cổng thì anh em sẽ đến với quầy đăng ký. Các bạn sẽ quét mã và đăng ký cho xe yêu của mình để có thể bảo dưỡng nhanh nhất. Sau khi đăng ký, anh em sẽ đến với khu vực tiếp nhận xe của mình và bắt đầu nhận tư vấn cũng như là chẩn đoán xem xe của mình tổng quan có những lỗi gì và có thể sửa lỗi. Các chuyên gia đang tiến hành nhận xe và viết lại biên bản. Sau khi tiếp nhận xe thì các chuyên viên đang chẩn đoán xe của mình xem đang phải những lỗi gì. Sau đó sẽ có các chuyên viên tư vấn hỗ trợ các phụ gia cũng như là sản phẩm thay thế cho xe của mình tại khu vực bảo dưỡng nhanh. Tiếp theo, xe sẽ được đem đến khu vực kiểm tra bảo dưỡng ắc quy và mâm lốp. Tiếp theo, xe sẽ được chăm sóc nội ngoại thất. Dạ, chào chú, đến đây chú có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Mình tên là Huy, nhà bên quận 8. Vậy thì khi mà đến với ngày hội bảo dưỡng của Auto Mechanica Hồ Chí Minh City 2024 á, thì chú cảm thấy là quy trình bảo dưỡng ở đây xem thế nào? Thấy làm có bài bản, ok. Vậy thì không biết là hiện tại là tôi mình đã đang ở bước nào rồi, mình đang ra xe với học viên làm cái thế nào? Mới có gắn máy vô để kiểm tra có lỗi hệ thống hay không rồi. Bây giờ đang đợi làm những hạng mục tiếp theo. À dạ vâng ạ. Vậy thì cảm xúc hôm nay của chú khi đến với ngày hội này như thế nào? Rất là happy. Dạ. Cảm ơn chú Huy rất là nhiều. Rồi rồi, dạ. Cảm ơn. Dạ có chị chú ạ. Không biết là chú có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Chú Toàn. Chú ở Bình Tân. Mình ở tận Bình Tân mình chạy qua. Còn vậy thì tại sao mà mình biết tới cái sự kiện này là mình đi xem mà cái đại hay có thằng con chú nó đi theo rồi chú đi theo nó chơi thôi chứ chỉ là thằng con của chú. Dạ vậy là chắc là anh biết được qua những cái nền tảng này đó rồi. Đúng rồi. Thì mình đi xe nào tới chứ hả? Đúng rồi. Trang cửa bắt kia đúng không ạ? Dạ. Vậy thì chú cảm thấy là quy trình đã được ở đây như thế nào ạ? Thì quy trình ở đây thì xét làm tùy làm khó. Dạ. Vậy thì không biết là chú cảm xúc của nước này như thế này chứ ạ? Thì chú chỉ mới đi cảm nhận được thôi. Dạ. Còn để trải nghiệm thêm nữa thì chú chỉ mới có khi cảm nhận thôi. Dạ, vậy tôi cảm ơn chú rất nhiều ạ. Dạ. Ngày hội bảo dưỡng sẽ diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 năm 2024. Vì vậy hãy nhanh chân đem xế yêu của bạn đến đây để được chăm sóc hoàn toàn miễn phí nha.